Xin kính chào anh em đã quay trở lại với Levi's Store, chuyên review áo khoác cao cấp chính hãng. Trước mắt anh em là một con áo jacket full da của hãng JHEW, một trong những local brand của Trung rất là nổi tiếng hiện nay. Local brand này cũng là một trong những cái hãng áo mà top 5 cái hãng áo mà đang của giới trẻ, của những người yêu thích nhạc rap, hip hop, những cái người mà thích street style kiểu đường phố bụi bặm, là trong top 5 trending của ở bên nước của họ. Đó là top 5 trending là rất là đẳng cấp luôn, cho nên là mình nhập cái áo này về là về cho khách nha anh em. Cái con này thì về hơi nhanh, chứ mà những cái áo trước thì nó khá là lâu, còn cái con này thì về nhanh. Thì con này thì chất liệu của nó là full da bio toàn áo luôn. Anh em có thể thấy những cái họa tiết trên áo, là hai cái này là thêu nè, cái con mắt, cái hình kim tự tháp là thêu, cái đám mây sấm sét là thêu, còn bên đây là in nè anh em. Đó, còn cái chữ này cũng là in nè. Rồi cái này, con này là chính hãng, nó có tác hạng ở đây. Cổ áo cũng, nói chung cái cổ áo không phải thun mà nó là cũng là full da luôn. Còn có cái bo thun ở cổ tay nè, và cái bo thun dưới đây là rất là dày. Nói chung là hàng chính hãng thì được gia công tất cả đường may, tất cả mọi thứ trên áo, chất liệu, rồi tất cả mọi thứ nói chung là rất là xịn luôn. Cho nên anh em mua những cái con chính hãng thì yên tâm, hàng cao cấp mà anh em. Mình sẽ quay, đây là toàn cảnh cái chiếc áo, và mình sẽ quay cho chi tiết cho anh em coi ha. Cổ áo này anh em ơi, JHEW Fashion nè, và chất liệu da BU thì quá là đẹp rồi, không còn cần phải bàn cãi nhiều. Rồi đây là đám mây, cái sấm sét theo full nè, anh em thấy không? Đây, theo cái logo hình con mắt, cái kim tự tháp phối núi rất là đẹp. Và bên này nó in cái tên hãng cùng với sấm chớp nè anh em. Kiểu này nó rất là hip hop luôn, rất là đường phố. Rồi cái đây cũng vậy, nó giống như là xịt sơn vậy anh em, đẹp lắm. Đó, cổ ống tay áo rất là dày luôn, và bo thun dưới rất là dày. Hàng chính hãng là được gia công tinh xảo cao cấp, và chất da bio thì khỏi cần phải bàn rồi, nó rất là, nó được những ngành hàng thời trang lớn của thế giới cũng sẽ sử dụng để thay thế cho da động vật dần dần đó anh em. Nên là da bio là một lựa chọn rất là xịn sò luôn bây giờ luôn. Nó rất là dẻo, nó không có nứt gãy theo thời gian ha. Rồi mọi thứ nó sẽ không có thấm nước nữa. Cái da này anh em đi nó giống như cái áo mưa vậy, nó không có thấm nước. Còn cái da thường, cái da giả da là nó sẽ phải thấm nước. Nhưng mà đặc biệt cái da bio là nó không có thấm nước. Còn cái da bio mà thấm nước là da bio giả ha. Đây, JHEW Soul Dope, rất là đẹp, ở sau là in full cái này luôn. Và cái áo toàn da bio luôn, không có một cái chỗ nào mà xen một chất liệu nào khác, mà chỉ có bo thun thì là bằng thun thôi, còn tất cả là da bio full áo luôn 100% ha. Ok, anh em hãy nhìn toàn cảnh của chiếc áo đã. Mặt lưng, đây là mặt, đây là cái hình mà họ in lên rất là đẹp. JHEW Soul Dope, một cái local brand rất là nổi tiếng ở bên ấy luôn, bên nước của họ luôn nè. Họ in tinh xảo và thiết kế cái mẫu rất là ngầu. Levi's Store chuyên phân phối order những cái áo của những cái hãng độc lạ về áo thêu. Mình là chủ yếu chuyên về áo thêu, còn Vesty thì 4 năm nay, bắt đầu mình bán từ cuối 2018 tới nay, sắp xỉ 4 năm rồi anh em. Cho nên là anh em cứ tự tin lựa chọn Levi's Store là lựa chọn hàng đầu nha. Để khi mà order những cái mẫu áo mà lạ, anh em sẽ không có thấy trên thị trường, là mình order mình bán thôi. Tại vì mình theo mình cái triết lý mình bán hàng là cái độc lạ, và đến với những anh em mà yêu mến nghệ thuật này kia rồi thì mình mới thích. Nói chung mình thích thì mình mới bán, chứ không có bán theo thị hiếu nha. Mình thích thấy cái áo nó, màu nó đẹp thì anh em mặc đẹp. Là những người mà người ta có khuynh hướng về chất đường phố hay là nhạc rap hay hip hop này kia thì mình nó tìm tới mình á, hoặc là văn hóa đông, ví dụ như áo thêu này kia, thì bên này mình nó nhiều áo lắm anh em. Ở nhà thì mình áo nhiều lắm, có kho hàng ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Nói chung là những anh em là thích văn hóa đông, thích hình thêu, thích những cái linh vật này kia là hợp lắm, rất là vào shop mình là mê và đặt hàng liền
giống như người ta sẽ dành cái ưu ái mình sắp mình hơn những cái nơi khác khi mà họ không tìm thấy cái đúng cái ý của họ, và gặp bên shop mình thì là đã khơi lên nhiều cái sở thích của họ. Nhờ là cái áo đó, nói chung mình không phải là cái nhà sáng tạo ra áo, nhưng mà mình là cái dealer để mang đến những chiếc áo mà đúng ý anh em nhất. Đó là cái điều mà người ta đánh giá về shop mình là như vậy. Có sao thì mình nói vậy với anh em, chứ không phải mình bán áo mà mình khen cái áo của mình. Tất cả bán rất là lâu và khách hàng khen anh em. Khách hàng người ta khi mua xong á, người ta thích quá, người ta khen, người ta trải nghiệm cái áo thì nó tốt. Và bao nhiêu năm người ta quay lại, người ta mua. Mình bán hàng có những vị khách 6 năm rồi vẫn mua. Từ khi họ còn trẻ, còn nhỏ, bây giờ lớn lên rồi người ta vẫn mua. Có những anh em thì mua 3-4 năm là bình thường, và mỗi năm họ mua vài cái là bình thường. Còn có những người chỉ một năm thôi là mua mấy chục cái là bình thường. Tại vì là đúng ý họ mua thôi. Ok anh em. Đây là mẫu GHEW Show Dog, một cái áo full da rất là đẳng cấp của chính hãng. Anh em muốn mua thì vui lòng inbox cho fanpage Lava Store ở địa chỉ Facebook là www.facebook.com/lavastore.clothing hoặc instagram.com/lavastore.clothing. YouTube thì mình có cái kênh YouTube này, anh em coi này có thể follow để ủng hộ mình, để mình ra nhiều clip mới hơn để cho anh em coi những cái áo rất là đẹp. Và anh em có thể add Zalo hoặc gọi trực tiếp số phone của mình, chủ shop tên Phi luôn, 0783490288. Xin cảm ơn anh em, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau nhé.